Khi mà mở cái hộp bột sắn dây nguyên chất ấy, thì khi mở nha, thì các bạn sẽ thấy cái mùi thơm rất là đặc trưng của những cái bột sắn dây này. Chỉ có bột sắn dây nguyên chất 100% mới có thôi, hoặc là bột sắn dây nguyên chất là có, hoặc là bột sắn dây chuẩn là có nhá. Có những cái bột sắn dây mà pha ấy, thì nó có vẫn có thể là có những cái độ thơm của nó không bằng. Đấy là cái thứ phân biệt thứ nhất. Bây giờ mình sẽ cho ăn này. Khi mà các bạn sử dụng những cái bột sắn dây nguyên chất 100% này mà các bạn để trên đầu lưỡi, các bạn sẽ thấy nó tự tan ra, nó có vị ấm. Một số nơi bảo là bột sắn dây là tính hàn vì và khi tan ra nó sẽ có tính lạnh. Đấy là bột sắn dây giả các bạn nhé. Và các bạn mua thì các bạn phải rất cẩn thận cái vấn đề này. Thì trong những video sắp tới mình sẽ chia sẻ sâu hơn về bột sắn dây và cách phân biệt rõ hơn, chứ phân biệt kiểu như này thì đôi khi nhiều bạn cũng không hơi khó. Chào các bạn.